Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh BT Cục Chi. Ở kênh mình là chuyên gia mua bán đồ âm thanh cũ, bình dân giá rẻ. Thì bây giờ dịch quá đâu có làm ăn gì được ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua chủ đề khác. Thì mình quay vlog. Đó, quay vlog về cuộc sống của mình luôn các bạn ơi. Đó, chứ bây giờ ở nhà không cũng chán quá. Thì mình làm clip lên để chia sẻ cho các bác. Nếu bác nào rảnh xem thì ủng hộ mình, chia sẻ lẫn nhau ha. Bây giờ mình nói về cái chủ đề mà lãnh tiền hỗ trợ dịch Covid-19 đó, người nào bị ảnh hưởng ở trong thành phố Hồ Chí Minh đều nhận được đó. Hôm nay là kéo dịch thời gian dịch nó kéo dài là tới nay là 3-4 tháng rồi, 3 tháng mấy 4 tháng, rất là lâu nha các bạn đó. Ai bị ảnh hưởng thì cũng sẽ trải qua. Thì chỉ thị 16 cộng á là chúng ta không được ra ngoài đường luôn, không được ra khỏi nhà dưới mọi hình thức đó. Thì nhà nước yêu cầu như thế để làm giảm cái nguy cơ dịch bệnh nó lây lan. Thì mình vẫn thì ở đây mình vẫn đáp ứng, thì mình vẫn chấp hành, phải chấp hành các bạn. Và mình cũng đã được tiêm 2 mũi vaccine, trong cũng đầy đủ tiêm vaccine, mà vaccine là của Trung Quốc các bạn. Mình đã được tiêm 2 mũi, có giấy đồ đầy đủ hết đều đó. Thì cái điều đó cũng rất là quý mình. Và có một số người người ta không chịu tiêm nha, tiêm thuốc mà thuốc vaccine thì người ta không tiêm. Thuốc của Trung Quốc người ta sợ lắm, còn mình ở đây mình tiêm luôn. Thì nói chung đa số, theo đa số, còn tiểu số thì người ta, một số người không tiêm, người ta sẽ tiêm, người ta sẽ chờ đợt thuốc ăn thuốc xịn hơn người ta tiêm. Còn mình ở đây tiêm thuốc Trung Quốc chơi luôn. Tiêm 2 mũi và thấy cũng rất là ok, không có xảy ra cái gì hết đó. Thì bây giờ mình làm clip này mình nói về cái tiền hỗ trợ. Không biết ai quan tâm về cái tiền này không? Riêng cá nhân mình á và hộ nhà mình á, là đến nay là nhà nước đã phát được hỗ trợ thứ ba các bạn, thứ ba thứ tư luôn, có nhiều chỗ là phát 3-4 lần, còn mình ở đây hình như là 3 lần. Nhưng mà cũng rất là buồn đó, mình không nhận được, hộ mình không nhận được, còn các hộ nói chung gần gần thì người ta nhận được đó. 2-3 đợt rồi, có người người ta nhận 2 đợt, có người người ta nhận 1 đợt, và một số gia đình chưa nhận lần nào luôn, giống như của mình. Buồn quá các bạn, chưa nhận được tiền hỗ trợ, mà trong khi đó thành phố thì bắt mình sống ở đâu thì ở đi ở đó, không được di chuyển. Nếu di chuyển ra ngoài đường là bị phạt nha, phạt 2 triệu đồng và giữ giấy chứng minh luôn. Cái đó là phạt căng ạ. Cái đó nên mình là phải chấp hành, nhưng mà tiền thì mình chưa nhận được. Cái điều đó rất là buồn và mình khẳng định luôn là cũng rất là nhiều người bị cái tình trạng giống mình, là chưa nhận được tiền hỗ trợ cái gói 1,5 triệu. Và nói chung là tiền tiền đó là tiền của nhà nước không nha. Mình thì ở đây mình chỉ nhận được một cái gói quà duy nhất đó, một gói quà đó trị giá là 300.000 trong cái đợt phát thứ hai á. Đó, gói quà đó trị giá 300.000 với tiền 1,2 triệu thì chưa nhận, mà bây giờ là chuẩn bị phát đợt 3. Cái đó là mình cũng không biết nói sao. Thì mình cũng phản ánh cho bạn, phản ánh đến tổng đài 1022, bấm số 2 mình gọi, mình gặp nhân viên tổng đài liền. Thì nói chuyện với người ta cũng tiếp đầy đủ đó, nó tiếp. Rồi trong khi đó tiếp thì mình cấp máy ăn, mình đọc đầy đủ thông tin thì người ta tiếp đầy đủ đó. Người ta sẽ nói, sẽ có người báo và gọi về cho mình đó. Thì mình cấp cái xã ấp trong vòng khoảng nửa tiếng là có người gọi, à nửa tiếng sau là có người gọi liền đó. Thì trưởng ấp gọi cho mình đó, gọi sau cái hỏi mình lý do sao mà gọi, thì mình nói mình chưa nhận được gì thì mình phải gọi không đó, tại có tổng đài mà các bạn hỗ trợ chúng ta mà gọi.
gọi cái về báo về ta công an, công an ấp điện cho mình, người ta hỏi lý do sao gọi thì mình nói là chưa nhận được tiền, là số tiền đó. Ông đó là ông tên là chú Chính, cũng ở trên gần mình ở đây nè, trưởng ấp đó. Mình hỏi sao chưa nhận được, cái ông nói là chưa có tiền. Thì người ta nói chưa có tiền không à các bạn, chứ có tiền là người ta phát gạo. Mà trong khi đó là sát bên, gần gần ở đây á, sát bên là người ta phát như một lần là vài người vài người vài người vậy đó, mình không thấy, buồn quá. Nói chung số tiền đó nói với mình trong mùa dịch này cũng rất là lớn đó. Mà chưa nhận được hai ba đợt gạo cũng nói chung buồn lắm, khó khăn mà gặp cảnh này nó buồn lắm. Và mình biết cũng rất là nhiều anh em cô bác giống mình khẳng định luôn, tại vì người ta làm sót, người ta không bổ sung vô rất là nhiều, người giàu có nè, rồi người nghèo người ta không có nè, cái trường hợp này là ở đâu cũng thấy hết. Có người nói là có người quen, người quen ấp quen ông công an nào đó thì người ta sẽ được nhận, còn người lạ thì nói chung hên thì có được, đa số là người quen sẽ được ưu tiên nhận cái số tiền đó, người ta lên danh sách trước. Còn mấy người sau này thì tiền hỗ trợ đó cạn ở cái người ta không lên đâu, mà không có giống mình vậy đâu. Nói chung buồn lắm. Nhưng mà không sao, thì mình cũng vẫn sống được, có gì ăn đó. Hôm nay ăn khô với xào hai trái mướp, cũng có người cho mình nha, chứ không phải mình mua đâu. Người ở trong xóm rất là quý mình. Nói chung người ta thương mình, cái cảnh mình nó khổ lắm các bạn, cũng khó khăn lắm. Người ta thương, người ta cho, mình cũng rất là quý điều đó. Giờ mình thấy mình nợ trong xóm này nhiều lắm, người ta cho mình đủ thứ hết nè, gạo mì rồi tùm lum hết đó. Chứ ấp xã chính quyền thì mình nhận được chỉ một phần quà, và mình đã lên xuống rất là nhiều lần, mình tìm mình hỏi số tiền đó, nhưng mà tới mình lên hỏi là người ta không tiếp, người ta nói đi về rồi, người ta chờ, người ta kêu chờ 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 không à. Tới đợt thì mình lên mình hỏi mà chờ cứ vậy không đó. Chán lắm. Thì bạn nào mà trong cái tình trạng giống mình thì cứ bình luận đi. Bình luận cho anh em mọi người cùng biết, chia sẻ với nhau các bạn ơi, việc mùa dịch này chán quá. Rồi video mình quay mình nói chơi như thế cũng không có gì đặc biệt. Mong các bạn xem thích thì ủng hộ cho mình. Rồi chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye nha. Xin chào.